Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, tôi tên Hồ Vĩ Quốc, học sinh lớp 8A6, xin đại diện cho đơn vị trường trung học cơ sở Lê Chữ Kiết thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham dự hội thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng học vấn không phải chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Nghe thoáng qua, tôi đã biết được câu nói này đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của việc đọc sách trong cuộc sống của chúng ta. Việc học chưa bao giờ là có giới hạn cả, chỉ có học, học nữa, học mãi mà thôi. Nếu muốn thành công trong việc học tập, thì cuốn sách là thứ ta phải lưu giữ bên mình như một đồ vật quý giá. Sách không chỉ đơn thuần là một kho tàng tri thức từ bao đời nay của nhân loại, mà nó còn là một người bạn thân thiết trong cuộc đời của mỗi người. Sách không chỉ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cần thiết bổ sung cho hành trang vào đời, mà nó còn tác động rất lớn đến bản thân người đọc. Tuy vậy, việc tác động tích cực hay tiêu cực thì phải xem lại nội dung những quyển sách mà các bạn đang đọc. Các bạn có tập trung vào những dòng chữ trong sách hay không? Dù sao đi nữa, tôi vẫn hy vọng những quyển sách mà các bạn đang đọc sẽ chứa đựng những nội dung tốt đẹp và ý nghĩa, góp phần làm thay đổi cuộc sống của các bạn một cách tích cực nhất. Còn đối với tôi hầu như luôn dành ra thời gian rảnh để đọc sách. Việc đọc sách giúp tôi thư giãn sau những giờ học chính quy ở trường, làm giàu thêm kiến thức và giúp tôi có thêm những suy nghĩ tích cực và chín chắn hơn. Sau đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách mà tôi rất tâm đắc. Quyển sách mang tên Mái ấm gia đình tập 1 do Vũ Thị Lan Anh tuyển chọn và Nguyễn Bích Ngân biên soạn, do nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2011. Sách dài 204 trang, được in trên khổ 19cm. Điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi về quyển sách này là vẻ ngoài tràn đầy màu sắc. Màu xanh da trời tô điểm cho bầu trời bao la rộng lớn. Những hàng cây, ẩm cỏ khoác lên mình một màu xanh lá tươi mát. Chỉ cần nhìn vào là ta đã có thể cảm nhận được một sự trong lành tỏa ra. Xa xa là những tòa nhà cao tầng mang dáng vóc của một thành phố hiện đại. Những bông hoa hướng dương vươn lên đón ánh mặt trời, tựa như những hy vọng, hoài bão, ước mơ tốt đẹp trong tương lai. Điều đặc biệt trên bìa sách chính là hình ảnh một gia đình có cha, có mẹ, có những đứa con, tất cả cùng vui đùa hạnh phúc bên nhau. Quyển sách gồm 80 mẫu chuyện lớn nhỏ xoay quanh về tình cảm của các thành viên trong gia đình, tiêu biểu là tình mẫu tử và tình phụ tử, trải dài suốt 204 trang sách, kể cả một lục và lời nói đầu. Duy chỉ là những trang giấy trắng cùng hàng chữ đen, nhưng qua lời kể chân thật trong các câu chuyện, bạn sẽ phải tưởng tượng ra hằng hà sa số những màu sắc cùng với những cảm xúc khó tả. Quyển sách được chia thành hai phần. Phần 1 nói về tình cảm mẫu tử với 45 mẫu chuyện, trải dài từ trang 4 đến trang 114. Nội dung trong phần này nói về sự hy sinh thầm lặng cũng như tình yêu thương cao cả của người mẹ dành cho những đứa con của mình, hay những lời cảm ơn đầy ý nghĩa, những nỗi ân hận muộn màng của con đối với người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Trong 45 mẫu chuyện ở phần này, tôi đặc biệt ấn tượng nhất với mẫu chuyện thứ 41, 8 lời nói dối trong cuộc đời người mẹ. Khi mới đọc xong tựa đề, trong đầu tôi đã nảy ra rất nhiều câu hỏi như tại sao người mẹ phải nói dối? Nói dối như thế thì được gì cơ chứ? Liệu nói dối thì có hại đến người con hay không? Và khi đọc xong mẫu chuyện rồi, tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Người mẹ nói dối không phải vì bản thân và cũng không hại đến ai cả. Đó là những lời nói dối chứa đựng cả một đại dương yêu thương vô bờ bến dành cho những đứa con của mình. Lời nói dối đầu tiên mà bà đã nói chính là mẹ không đói. Làm đủ vất vả cả một ngày trời sao mà không đói được cơ chứ? Đơn giản là bà chỉ muốn cho những đứa con của mình được ăn cho no bụng nên bà mới nói như thế. Rồi đến lời nói dối thứ 2, thứ 3, rồi đến lời nói dối thứ 8. Những lời nói dối ấy đều xuất phát từ tình yêu thương, luôn muốn con mình có những thứ tốt nhất mà bà có. Điển hình là đến lời nói dối thứ 8, lời cuối cùng trong cuộc đời, bà vẫn luôn nghĩ đến cảm nhận của những đứa con của mình đầu tiên. Lời nói ấy chính là mẹ không đau. Thử hỏi, có ai bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại mà không đau cơ chứ? Nhưng vì bà muốn những đứa con của mình không phải buồn đau, lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của họ, nên bà mới nói như thế. Lập đến đây, tôi mới thấy tình cảm của người mẹ sao mà bao la đến thế.
dù trong hoàn cảnh nào, bà vẫn luôn muốn những đứa con của mình có những thứ tốt nhất mà bà có, mà không mảy may nghĩ ngợi. Tôi cũng chợt nghĩ đến người mẹ của mình, bà cũng hay nói những lời nói đó với tôi. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ là bà không đói hay không khát, chứ không phải là muốn nhường cho tôi những món ăn ngon hay những dòng nước mát lạnh. Qua những mối chuyện đơn giản như vậy, tôi lại càng thấy yêu thương người mẹ tuyệt vời của mình hơn. Đến với phần 2 của quyển sách, chúng ta sẽ được cảm nhận một tình cảm lớn lao không kém tình mẫu tử chút nào cả. Đó chính là tình phụ tử. Dù không được nhắc đến nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như tình mẫu tử, nhưng đó vẫn là một tình cảm mạnh mẽ, to lớn. Tình cảm mà cha dành cho con không hề kém cạnh một chút nào so với tình yêu thương của người mẹ. Phần 2 này chỉ gói gọn trong 35 mẫu chuyện, trải dài suốt 82 trang sách. Nội dung phần này cũng không khác phần 1 là mấy, chỉ khác là nó xoay quanh về tình cảm giữa cha và con. Trong phần này, tôi lại đặc biệt ấn tượng nhất với mẫu chuyện Tình thương không lời. Tác phẩm thì nhẹ nhàng nhưng đã để lại trong lòng người đọc rất nhiều nỗi sâu lắng. Câu chuyện này được dựa trên phần ký ức của người con, và trong phần ký ức ấy, hình ảnh người cha luôn gắn liền với sự nghiêm khắc, đối lập hoàn toàn với người mẹ lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ với nhân vật trong câu chuyện. Điển hình là những khi cậu bé phạm lỗi, người mẹ chỉ đơn thuần là chỉ ra những lỗi lầm cho cậu bé biết mà sửa, còn người cha thì lại gầy la không ngớt. Hay cho đến khi lên đại học, cậu bé chỉ nhận được thư từ và tiền ăn học của mẹ cùng với vài dòng thư ngắn ngủi của cha. Điều này xảy ra cho đến khi cậu bé trở thành một chàng trai chín chắn, đến ngày quan trọng nhất đời mình, ngày kết hôn. Trái với hình ảnh người mẹ khóc òa lên vì vui mừng, vui thương, thì người cha chỉ sụt xịt mũi. Nhưng cậu lại cảm thấy mình đã vô tình, không hề cảm nhận được tình yêu thương bao la ấy. Cũng không thể nào trách người con được, bởi vì người cha đã không thể hiện ra tình cảm của mình bấy lâu nay. Người cha không biết cách biểu lộ tình cảm của mình, điều đó rất dễ làm cho con hiểu lầm. Người cha không chăm sóc chúng ta chu đáo như mẹ, nhưng cha cũng đã phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi ta ăn học. Tình cảm của cha không được thể hiện rõ ràng với mẹ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại một cách thầm lặng. Gia đình là nơi ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình là cái gốc, là cội nguồn tình cảm, là nơi để ta trở về. Gia đình là môi trường đầu tiên đón nhận ta từ thuở ấu thơ, nuôi dưỡng ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình còn là ngôi trường đầu tiên dạy chúng ta những bài học vỡ lòng, biết thương yêu, biết đối nhân xử thế, dạy chúng ta cách làm người. Gia đình là nơi an toàn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Mỗi khi gặp sóng gió trong gai hay thất bại trong trường đời, chúng ta đều muốn trở về gia đình để được cảm thông, an ủi. Hay khi thành công, hạnh phúc, chúng ta cũng luôn muốn trở về mái ấm để được tận hưởng, chia sẻ niềm hạnh phúc ấy bên những người thân yêu của mình. Mỗi thành viên trong gia đình cần đồng lòng gắn kết, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau để cùng xây đắp nên một gia đình ấm no, hạnh phúc. Ông cha ta đã có câu: chim có tổ, người có tông, cây có cội, nước có nguồn. Gia đình là một mái ấm thân thương, nghĩa tình. Gia đình là nơi không thể thiếu của mọi chúng ta. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, quan tâm, lo lắng, nuôi ta khôn lớn. Chẳng lẽ ta lại tiếc đi những lời yêu thương, những hành động chăm sóc họ lúc về già? Qua đấy, tôi cảm thấy thật ân hận khi những lúc mình bướng bỉnh, không nghe lời, đã vô tình làm cho cha mẹ buồn. Tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để có một tương lai thật tốt. Thế thì mới có thể đền đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã dành cho tôi. Cuốn sách là tập hợp của những mẫu chuyện, bài viết trong và ngoài nước nói về tình cảm của cha mẹ đối với con cái, là những câu chuyện có thật về cách đối nhân xử thế giữa các thành viên trong gia đình. Để biết được tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào, các bạn hãy đến với tủ sách đạo đức của thư viện nhà trường để tìm đọc Mái ấm gia đình tập 1, và còn có thêm tập 2, 3, 4, 5 và rút ra bài học cho bản thân xứng đáng với công sanh thành dưỡng dục và dạy bảo
mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Chúc các bạn luôn học tốt và hội thi thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng kính chào.